xích quá đến cho công viên định là chúng tôi đã tìm thấy hai người đã, hai con bò vâng đang làm việc bày bà giữa trời mưa. Sau đây cầu Nam về Lộc xin giới thiệu với quý vị và khán giả là câu chuyện về hai con bò vâng đã tìm thấy nhau. Khoảng thời gian giao phối đã kéo dài đến rất lâu, đến hơn một phút rồi. Nhưng mà cậu bé vẫn chưa chịu xuất và đang cố gắng vật và người tình. Đây. Vâng. Người tình cố gắng chạy thoát. Đây. Những cậu đấy có một bộ tay rất chi là vững chắc. Cậu như rất vững. Đây. Chúng ta phải theo sát được cuộc hành trình của hai con bò vâng. Đây, đây. Chạy. Chạy. Chạy để cầu. Cầu. Được rồi. Vẫn chưa được. Khi giao phối thì con bò vâng này là kẹo rất dài, thời gian rất dài thì có chứ sống chứ tao không có được xuất tới chứ chứ chỉnh kẹo rễ đây 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 đây. Chúng ta sẽ chuyển qua một cái khu vực là quái cận cảnh đây. Cậu ấy vẫn không chịu buông tha. Vì Covid-19 nên dần dần đang kéo tới cho nên cậu cố gắng sẽ sinh sôi này nở để cho nhân rộng. Cậu này có là vẻ vẫn hơi to. Cậu trên. Đây, cậu dùng hai tay trên để giữ lại hai cái cạnh của con bò vương cải. Thì con bò vương cải không thể bay được và cầu cho đang tròn thị. Wow, đã có một người tình đây. Đây đây đây. Đây 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 là một người tình non nớt. Đây đang cùng người thấy mùi của bò vương cải cho nên cũng có bò đến để chiếm ngưỡng cuộc vui. Đây đây. Đây còn con bò vương này đang rất nhỏ bé. Khả năng là vẫn đây để có con bò vương cải này, bò vương như thế này này. Còn ba con thì định làm thế nào nào? Đây. Đây là có tinh địch đến nhá. Con nó nhỏ lắm. Nhỏ chứ mà hắn. Con bò, không có bò. Đây. Đây. Cậu thanh niên trẻ tuổi này vẫn không chịu bỏ cuộc. Rồi xin mời chúng ta qua bên này để xem rõ cảnh hơn. Đây. Ồ. Vâng, đã vào ổ của bò vương cải. Đây, khả năng này không thể chạy thoát được. Tại vì con đực này rất to. Không nào chạy thoát được. Thật sự là con đẩy vào luôn. Đây con thứ ba. Cậu thanh niên nhỏ bé. Cậu rất bền bỉ, rất chịu khó kiếm tim. Rồi. Rồi đã thấy nhau rồi. Và con bò vâng đực sẽ làm gì với con bò vâng thanh niên? Con thanh niên. Con bò vâng thanh niên không thể theo đuổi nổi. Vâng xin mời anh em xem ở một góc tụi nhỏ bé. Đây. Vâng, không buông tha, cuộc giáo phụi này sẽ có thể kéo dài đến sáng mai. Vâng, chào xin chào anh em. Anh em chúng tôi quay clip.